chào các bạn chúng ta sẽ làm quen một cái khái niệm nữa đó là lưu tài liệu ở trong Corel à, các bạn sẽ nói rằng ờ, lưu thì có cái vấn đề gì đâu à, Ctrl S hoặc là gọi file save là xong ai chả biết lưu tài liệu thế nào nhưng chúng ta cần phải quan tâm đến một vấn đề đó là Corel chúng ta chỉ có thể dùng phiên bản mới để mở cái tài liệu cũ Ok Nhưng nếu như chúng ta dùng các phiên bản cũ để mở một tài liệu mới thì các bạn không mở được và thường thường thì chúng ta sẽ phải dùng cái phiên bản mới lưu CFS xuống một cái cấp độ thấp hơn để cho những cái người dùng các phiên bản cũ hơn có thể mở được à, Vậy thì à, có cách nào để chúng ta có thể lưu một cái tài liệu Thế nhưng mà chúng ta có thể mở được mà không cần phải quan tâm tới cái người nhận là đang uh, sử dụng phiên bản nào hay không. Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái cách thức để chúng ta có thể là lưu như vậy. Ở thông thường thì đây, chúng ta thường là chúng ta sẽ vào này, file này, à uh, save hoặc save as gì đó, đúng không? Thế và ở trong này thì các bạn thấy là khi cái hộp thoại nó mở ra thì các bạn uh, luôn luôn lưu ý được cái vấn đề gọi là cái phiên bản và nếu mà chúng ta đang sử dụng phiên bản nào thì nó để mặc định cho chúng ta ở phiên bản đó Thế nhưng mà nếu mà chúng ta gửi cho người khác mà chúng ta không biết là người bên kia là sử dụng cái phiên bản nào Thì hoặc là chúng ta phải hỏi lại xem là đối tượng nhận tài liệu này là người ta đang dùng phiên bản Corel bao nhiêu Hoặc là nếu mà các bạn không hỏi được hoặc chưa hỏi kịp Thì tốt nhất là các bạn sẽ hạ xuống một phiên bản thấp nhất mà bây giờ mọi người vẫn hay dùng à, Có lẽ là đấy là phiên bản Corel 12 Uh, tuy nhiên bây giờ chúng ta sổ cái danh sách này ra Chúng ta xem xem là chúng ta có thể convert nó xuống được nào Thì uh, đối với phiên bản mà tôi đang dùng đây là phiên bản 2022 uh, Corel 2022 thì uh, tôi chỉ có thể CFS nó xuống cái phiên bản thấp nhất là phiên bản 15 Có nghĩa là tương đương với phiên bản X5 Thế nếu như mà người nào mà sử dụng thấp hơn X5 là chịu không thể mở ra được Đấy. Uh, X4, X3 rồi Corel 12 là chịu, không thể mở ra được vậy thì làm sao để tôi có thể lưu và nếu như người ta dùng cái phiên bản rất thấp là phiên bản 12 hay X3, X4 thì đó thì người ta vẫn mở được thế đây, chúng ta lưu ý như thế này nhé à, các bạn có hai cách một, các bạn có thể save tài liệu sang cái dạng là PDF à, đấy là một cái dạng tài liệu mà à, hiện tại các cái chương trình thiết kế đều có thể là mở chung được à, Corel mở được Illustrator mở được, InDesign có thể nhập vào được và Photoshop cũng mở được. Do đó, PDF nó là một cái định dạng mà bây giờ chúng ta có thể là sử dụng rất là tốt. Tuy nhiên các bạn lưu ý cho tôi như thế này. Là nếu mà cái tài liệu của chúng ta có một cái khổ tài liệu như thế này thì bất kể cái gì ở trong bản thiết kế của các bạn phải nằm ở trong cái khổ này nhé. Đừng có cái gì mà thòi ra ngoài. Về mặt nguyên tắc thì cái gì thòi ra ngoài sẽ bị mất. Đấy, ở trong cái bản PDF nếu như các bạn mở ra cho nên là khi các bạn lưu tài liệu mà lưu ở dạng PDF thì các bạn phải nhớ là tất cả mọi thứ trong bản thiết kế của chúng ta đều phải nằm trong khổ giấy, không được thỏi ra cái gì cả. Và nếu mà uh, xuất PDF thì các bạn có thể làm rất là đơn giản thế này thôi. Các bạn chọn cái lệnh publish uh, to PDF uh, và các bạn có thể thử nghiệm một hai phiên bản nào đó. Nhưng mà về cơ bản thì tôi cho rằng là tất cả các cái phiên bản PDF này các bạn lưu thì các phiên bản thấp hơn của Corel đều có thể mở được. Ờ, thế hoặc là các bạn có thể vào đây, các bạn chọn là Save hoặc là Save đó và trong cái này thì các bạn sẽ sổ danh sách ra. Các bạn chọn cho tôi một cái tùy chọn không phải là chấm cdr mà các bạn có thể là đây, chọn pdf ở đây. đó, pdf. thì là các bạn có thể là từ phiên bản rất cao nhưng mà các bạn vẫn có thể mở cái phiên bản pdf. Open đàng hoàng nhé. Các bạn có thể open một file PDF ở uh, trong Corel chứ không phải là importer. Đấy và ngoài ra thì các bạn còn có thêm một cái đuôi nữa, đó là cái đuôi uh, CMX hay chúng ta gọi là Corel Presentation Exchange. Uh, tuy nhiên là nếu như mà mở ra thì các bạn sẽ thấy là có hai cái đuôi uh, CMX cơ, một dạng là uh, Corel Presentation Exchange và một dạng là Current Presentation Presentation action legacy cái kiểu cũ nhé thì các bạn bỏ qua cái kiểu mới này và các bạn lưu cho tôi ở cái kiểu cũ đấy thì các phiên bản cũ hơn nó mới mở được à, bây giờ chúng ta sẽ chọn thử cái đuôi này nhé và chúng ta đặt thử một cái tên Test chẳng hạn rồi chúng ta sẽ lưu nó ra ngoài Desktop cho dễ tìm nhé Ok, sau khi mà các bạn lưu xong, bây giờ chúng ta lưu lại thêm một lần nữa, save as, một lần nữa. Chúng ta lưu nó sang dạng uh, CMX mới. Này. Không phải là dạng legacy mà chúng ta CMX này thôi nhé Bây giờ chúng ta có thể đặt tên nó là test1. Rồi, và cuối cùng thì chúng ta uh, publish nó sang uh, cái file PDF Đây, thì chúng ta có test uh, một PDF nhé Save Rồi, sau khi mà chúng ta làm uh, qua một cái tài liệu rất là đơn giản như thế này, ở trong phiên bản cao nhất bây giờ là Corel 2022, chúng ta sẽ quay lại và mở nó bằng cái chương trình thấp nhất mà vẫn còn được sử dụng bây giờ đó là Corel 12 đây chúng ta vào đây chúng ta mở Corel 12 trước hết là chúng ta mở thử cái file PDF thì chúng ta vào Corel chúng ta open nhé yeah. à, chúng ta ra desktop và chúng ta tìm tới cái file test đây test một PDF chúng ta open nó ra xem xem nó có mở được không ok mở tốt vậy à, là pdf thì mở được rồi bây giờ tôi mở tiếp à, tôi sẽ mở cái file à, à, test cmx có hai cái tề, cái cmx đúng không bây giờ chúng ta sẽ mở cái test 1 cmx tức là cái dạng à, cmx mới à, à, đây, this format is not supported à, Trong trường hợp này thì cái định dạng CMX này thì nó vẫn mới hơn so với phiên bản Core 12 Cho nên là chúng ta không um, mở được nó Rồi chúng ta bỏ qua và bây giờ chúng ta chọn test CMX Chứ không phải test CMX 1 thì các bạn nhìn thấy ngay Chúng ta có thể preview được thì chắc chắn là nó sẽ mở được rồi ở đây thì nó cũng có một chút uh, cái nhắc nhở rằng là có một số thành phần có thể là hiển thị không được uh, uh, chính xác cho lắm nhưng mà về cơ bản thì nó vẫn khá hơn cái kiểu kia có nghĩa là chúng ta có thể mở ra được đây bây giờ chúng ta xem xét thử nhá chúng ta chọn vào window này chúng ta chọn tie vertically này chúng ta mở song song hai cái file ra xem xem là nó có khác gì nhau hay không thì uh, về cơ bản thì tôi cho rằng là hai cái file này đều uh, thể hiện rất là tốt đều giống nhau cả thôi PDF lẫn uh, CMX đều có thể thể hiện rất là giống nhau mặc dù là nó có cảnh báo nhưng mà tôi tin rằng là uh, nếu như mà những cái thiết kế mà nó tương đối là đơn giản không có nào quá mới quá đặc biệt thì về cơ bản các bạn lưu CMX dạng Legacy thì chắc chắn là các bạn có thể mở được dễ dàng ở các phiên bản rất cũ rất thấp là Corel 12 Thế hy vọng rằng là với cái video ngắn như thế này thì các bạn sẽ có thêm một cái phương pháp để các bạn có thể lưu tài liệu để có thể mở được một cách thoải mái ở bất kỳ một cái phiên bản Corel nào.